nấu ăn, còn em thì phụ việc nhà, lau nhà, quét dọn hoặc là giặt đồ gì cũng được. Dạ em có hai mối tình, quen được 2 hoặc 3 năm gì đó, coi như bạn giống như yêu kiểu đơn phương á. Còn một mối tình sau của em đó là bị cắt trở, là do gia đình, nhưng mà vì thương rồi em cũng bỏ gia đình đi theo tiếng gọi của con tim. Em sợ là lúc trước em cũng có quen, như là cũng có trải qua một mối tình như là bạn nam cũng bằng tuổi đó. Em sợ là người đó lăng nhăng. Dạ em có một mối tình đã đổ vỡ rồi, em cũng có một đứa con. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Rồi, về giới thiệu đi em trai. Dạ em tên là Thiều Quang Tiến. Gia đình hiện tại đang sống thì ở quận Tân Phú mà làm việc tại quận 10. Dạ em làm bên công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ công ích môi trường. Sinh năm mấy Tiến? Dạ em sinh năm 1990 ạ. 90. Dạ. À. Bạn nữ giới thiệu nè. Dạ xin chào chương trình và chào chị Ngọc Lan và chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thị Muội. Hôm nay em 33 tuổi. Em đến từ Vĩnh Long. Em Muội. Dạ. 33 tuổi, ở Vĩnh Long em làm nghề gì? Dạ bây giờ là em đang ở nhà làm tự do ạ. À vậy hả? Tiến nói điểm mạnh điểm yếu của mình lớn lên cho Muội nghe đi. Rồi nghe Muội dễ thương quá. Dạ điểm mạnh của em là biết yêu thương, chia sẻ và quan tâm tới gia đình. Hay quá. Dạ biết phụ cho gia đình công việc nhà. Quá hay. Dạ. Ví dụ công việc nào? Chẳng hạn như là bạn em có thể đi chợ nấu ăn, còn em thì phụ việc nhà, lau nhà, quét dọn hoặc là giặt đồ gì cũng được. Quá hay luôn. Điểm yếu của em đó là em không có thích người bạn gái nói chuyện xưng hô bằng mày tao, mà có thể là kiểu thề với nhau. Trời ơi, vậy ghê quá. Vậy được không nhà gái? Dạ, dạ được ạ. Vậy mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm em là vui vẻ, rồi khuyết điểm của em là hát hay dở. Hát sao dở, hát thử chị nghe coi có nó có dở thiệt không. Có dở bằng chị Lan không? Ừ, hát thử dở bằng chị không. Có phải anh vội quên đi tất cả ngày sống thiên. Hát vậy mà kiểu hát dở tức ghê á mọi người. Vậy là em có thể vui hơn bởi vì em hát hay hơn một người đó em. Tiến có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Hai mối? Dạ một mối tình đầu của em quen người bạn đó cũng ở gần nhà, quen được 2 hoặc 3 năm gì đó, coi như bạn giống như yêu kiểu đơn phương á anh. Còn một mối tình sau của em đó là bị cắt trở, là do gia đình, nhưng mà vì thương rồi em cũng bỏ gia đình đi theo tiếng gọi của con tim, sống với lại người bạn đó của em được hơn 1 năm. Người bạn đó đã từng có gia đình trước rồi, cũng đã ly hôn rồi. Em có dẫn về ra mắt gia đình. Thì do bạn đó với mẹ em á, là gia đình em á, không có sự đồng hợp với nhau. Có cháu nào chưa? Dạ tụi em cũng đã đăng ký kết hôn rồi. Nhưng mà em có cháu có nào rồi, chưa? Em được 1 cháu à. Lớn chưa? Dạ con em nay cũng gần 4 tuổi. Cháu đang ở với ai? Hiện tại con em nó đang ở với bà ngoại. Con trai hay con gái? Dạ, bé gái à. Bao lâu mình mới gặp con 1 lần? Dạ do sắp xếp công việc thì nếu mà em cảm thấy ổn định thì em mới về dưới thăm con. Chào em. Dạ chào chị ạ. Ừ. Mình đã có một cái tình yêu rất là mãnh liệt. Vậy thì điều gì khiến cho hai bạn không đi cùng nhau nữa? Dạ thứ nhất là do cuộc sống của em với người đó có nhiều cái gặp trắc trở. Thứ hai nữa là do gia đình. Nhưng mà hai bạn đã có với nhau 1 đứa con rồi. Dạ hiện tại thì em cũng nhiều lần thuyết phục mà người phụ nữ đó họ không muốn về chị. Trong cái cuộc hôn nhân này em có cái phần nào sai hay không? Dạ không, nếu như em không thương cô đó thì em không bỏ nhà ra đi. Em rất là thương, chấp nhận cái cuộc sống của cô đó trước kia như thế nào em không quan tâm. Bây giờ nếu như em có một mối tình với một người phụ nữ khác có thể tiến tới hôn nhân thì em có bị cản trở gì bởi người vợ cũ của em hay không? Dạ không chị, tại vì mọi thứ chắc chắn rồi. Dạ đúng rồi, chắc chắn. Tại vì trên mọi thực tế giấy tờ và mọi thứ luôn là em với người đó không còn gì nữa. Ừ. Dạ. Nói chung là chắc chắn thì mới tiếp á. Dạ. Chào em gái, dễ thương. Chào anh ạ. Em nghe câu chuyện
anh với chị Lan đã khai thác hết cho em nghe, chủ yếu là cho em nghe thôi. Em cảm nhận thế nào? Em có bị sợ không? Ừ. Dạ có. Có em sợ điều gì? Ừ. Em sợ là tại vì lúc trước em cũng có quen, như là cũng có trải qua một mối tình như là bạn nam cũng bằng tuổi đó. Ừ. Em sợ là người đó lăng nhăng. Với bạn trai này nãy giờ nói chuyện á, thì ở bạn trai này không có sự lăng nhăng. Đúng rồi. Quan trọng là em có hợp hay không thôi. Về phía em muốn một người yêu của mình như thế nào? Một người chồng tương lai của mình như thế nào? Nhưng là coi được là được rồi ạ. Coi được là được. Thật ra em gái bên đây cũng rất là xinh luôn. Ha? Vậy là chị muốn hỏi một chút về tình trường của mình. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình đã đổ vỡ rồi. Em cũng có một đứa con. À. Nên đó là lý do thì vì sao mà bạn này sợ người đàn ông không chung thủy. Con em mấy tuổi rồi? Dạ 8 tuổi ạ. Con gái hay con trai? Con trai. Em con em là... Dạ con em là con gái. Con gái hả? Con hiện nay ở với ai? Dạ ở với em ạ. Với em. Ừ. Em đi với ai cơ? Dạ em đi với chị và cháu. Dạ em chào chị. Chào anh Quỳnh Linh vui vẻ và Ngọc Lan xinh đẹp ạ. À. Dạ. Dạ. Chân thành cảm ơn chương trình đã tạo dựng một cái nơi này thật là có ý nghĩa. Xin chân thành cảm ơn. Dạ. Dạ. Xin hỏi bạn trai hôm nay. Dạ. Em có chuẩn bị là bỏ qua những cái gì đã qua để chấp nhận cái hôn nhân mới kế tiếp cho nó vững chãi hơn chưa? Thưa chị, em không có suy nghĩ gì cái những cái chuyện quá khứ. Em sẽ suy nghĩ tới chuyện hiện tại. Và nếu như em có một cuộc hôn nhân mới thì em sẽ sẵn sàng tiến tới với nhau một cách hạnh phúc hơn vậy. Chị mong rằng hai đứa em cho nhau cơ hội để như là những cái gì đã qua thì cho là kinh nghiệm. Dạ. Để sau này hai đứa em mới vững chãi ra bước trên con đường tình cảm thì sao mà cho nó vững chãi hơn, vững chắc hơn nha. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn. Mình đi với ai? Dạ em đi với chị dâu em. À có chị dâu hả? Dạ. Em chào chị. Rồi. Xin chào chương trình. Dạ chào anh Hương Linh với Ngọc Lan. Chào chị. Bây giờ chị dâu thấy em gái này thế nào? Dạ thấy được. Thấy được đúng không? Dễ thương. À rồi thấy hai người hợp nhau không? Đó là do giữa Tiến và em gái này. Nhưng mà chứ thấy trước mắt á, hai người nãy giờ cái cuộc trò chuyện đó, chị thấy hai người có cái gì hợp nhau hay không hợp nhau không? Thấy hợp. À rồi cảm ơn chị rất nhiều chị. Linh thấy nhà trai rất là thật tình luôn. Một cậu con trai cũng rất là nhiều cảm xúc ha. Thật ra anh nói tiếng nghe muội dễ thương lắm. À. Một cô gái miền Tây rất là xinh đẹp dễ thương. Bây giờ thì mở rào đi để cho bạn gái và bạn đúng trai rồi nói chuyện với nhau để hai bạn có cái điều tin tưởng hay là cảm xúc hay như thế đúng nào rồi đó thì hai bạn sẽ tự cảm nhận okay nó dễ hơn. Rồi mở rào bắt đầu. Hai bạn đã nghe nãy giờ rồi, nghe mọi người phân tích hết, chúng ta đủ để quyết định điều đó nào. À, lần đầu tiên gặp mọi có bó hoa tặng em. Dạ em cũng có bó hoa tặng em. À, cảm ơn em. Em cảm ơn anh. À, cho anh hỏi về công việc và cái cuộc sống của em hiện tại và đang làm gì và đang ở đâu vậy? Dạ em đang ở Vĩnh Long. Hiện tại là em đang ở nhà, có cái gì có việc gì thì em làm cũng được hết. Thật ra Vĩnh Long giờ đi nhanh lắm á Tiến. Dạ em biết đường cao tốc mở rồi. Dạ. À, đi chút xíu tới à? Tiếng rưỡi. Không dạ tới đâu ra. Dạ, còn công việc của anh á thì một tuần lễ anh chỉ được nghỉ một ngày, thì nếu như cái ngày đó anh nghỉ á thì anh có thể xin phép em, xin phép gia đình cho anh xuống được thăm em với cháu. Dạ đó là được à. Em cứ bình tĩnh tự nhiên, tại vì những gì hôm nay là lên chương trình này là anh nói sự thật. Và cũng từng là một người đàn ông ở trong một cái gia đình cũng lo trong cuộc sống lắm. Tự đi làm về cũng tự biết phụ giúp người đó làm những việc nhà, chứ không có bản tính lăng nhăng hay là rượu chè cờ bạc. Thì mong qua cái chương trình này thì anh mong em với lại gia đình có thể cho phép được tìm hiểu em thêm. Bây giờ Tiến hãy nói cho muội hiểu là nếu như Tiến
và muội đến với nhau, Tiến sẽ chăm sóc con muội thế nào, lo cho muội thế nào, có đủ để hai mẹ con lên thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống hay không, có đủ để giúp muội có một công việc ổn định hay không, và thậm chí là hai đứa có thêm một đứa con nữa thì sao? Anh thì lo được cho em, lo được cho con đó. Còn bản thân em thì sao muội? Em muốn cuộc sống của mình sau này sẽ ở đâu? Ở Sài Gòn hay là ở quê cùng với mẹ mình? Em muốn thì ở Sài Gòn để mình lập nghiệp được á. Em có cái nghề gì không vậy muội? Em có nghề. Dạ không, em đang chuẩn bị học thôi ạ. Em muốn học nghề gì? Dạ em học nghề trang điểm mà. Trang điểm. Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi có thể gọi là nuôi được ước mơ của em thành hiện thực đó. Riêng về học trang điểm thì có thể hỏi chị Ngọc Lan, chị Ngọc Lan sẽ hỗ trợ chỉ điểm cho học. Cái đó thì không lo, nhưng mà cái quan trọng là cái dự định tương lai của mình như thế nào, và với cái người đàn ông mà mình đang tìm hiểu này nè. Đó, bây giờ là giáp mặt nhau là để em có thể hỏi rồi đó. Anh muốn quen em vậy đó thì em ở Vĩnh Long mà anh có thể xuống một tuần mấy lần? Anh có thể xuống thăm em, anh có thể sắp xếp ngày anh nghỉ, sắp xếp ca lịch. Xuống nhiều hay ít á là do em. Nếu mà em đã gọi là hút hồn được cậu này rồi, cậu về cậu ở dưới luôn á. Nhu cầu về kinh tế của em như thế nào em cũng có thể chia sẻ thẳng ở đây luôn. Thì lo cho hai mẹ con em được là được. Được đó, này anh hứa rồi đó. Thật ra được hay không á là cũng do bạn này nữa. Bạn này cảm thấy được là nó được. Bạn này nói là không, không đủ là nó không được. Biết bao nhiêu cho đủ thì và đó, biết bao nhiêu là không đủ. Quan trọng là hai bạn như thế nào với nhau. Đúng rồi, quan trọng là hai chúng ta. Bây giờ thì tiến đến gần muội đi, nắm tay muội. Anh xin phép được nắm tay em. Anh không biết nói gì hơn, cũng muốn tìm được một nửa yêu thương còn lại. Thì anh mong rằng em có thể cho anh được cơ hội được quan tâm em và được chăm sóc em và con. Dạ. Em thấy anh cũng chân thành, cũng dễ thương. Rồi có thích không? Tiến hát tặng bà muội bài đi Tiến. Hát tặng muội bài đi. Em hát cũng vậy. Hát đại đi, kệ nắm tay muội hát đi. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài và đợi chờ cao vương quyền quý, mà đợi chờ những vương như ý, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Muội hát lại đi. Có phải anh vội quên đi tất cả, chuyện chung tiền thì chung một bên đó. Anh biết chẳng ngoài khơi xa bao tám, có biết bao con thuyền phải lên đơn. Về bên em không ồn ào sóng cả, chỉ huyền hòa yên ả nâng tình em. Dễ thương quá à. Về chỗ ngồi đi. Có thể hát không hay, nhưng mà trong lời hát đó có những sự dễ thương vô cùng luôn. Nãy giờ thấy hai cặp đều được hết, còn tùy hai bạn thôi. Tôi thấy là được đó. Thật ra thuê một cái căn hộ, một cái chung cư mà sạch sẽ đẹp mà khoảng 10 đến triệu thôi. Bên Tân Bình thì không đúng có rồi. Còn hơn là bây giờ mỗi lần em chạy xuống Vĩnh Long, em chạy lên chạy xuống thì tốn cũng rất là khó khăn. Tốn nhiều hơn luôn. Anh tính gọn lắm. Được không Tiến? Em chính thức anh mời em, có thể nếu được thì mong em lên Sài Gòn cùng với con. Còn về cái chỗ ở thì để anh tính, anh lo. Đó. Được không vậy ta? Dạ được. Dạ được rồi. Vậy nha. Rồi bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ quyết định. 1 2 3 nắm tay nhau nào. Cho xin phép được nắm tay. Đã. Bây giờ là ba mẹ của muội ở dưới quê, gia đình đang xem chương trình này, thì có thể là Tiến nói vài câu thì xin phép hai bác. Dạ, con hứa rằng con sẽ chăm lo được cho em muội và con sau này.
Còn nói là còn làm. Dạ. Hôm nay đứng trên đây là nói được và anh sẽ làm được. Mong em cho anh cơ hội được tìm hiểu em. Em hy vọng là vậy. Chúc hai đứa sớm tìm được tiếng nói chung. Chúc hai đứa sẽ sớm hạnh phúc nha. Bây giờ sẽ là những phần quà dành cho hai em. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát tặng cho mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Đặc biệt, Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát cũng dành tặng thêm voucher trị giá 100 triệu đồng nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn sớm về chung một nhà và sở hữu một tổ ấm yêu thương cho mình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng Hẹn Hò Sweet Couple, một ứng dụng với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn.